Thưa quý vị và các bạn, lựa chọn con đường cách mạng theo Đảng, đấu tranh vì nước, vì dân, đồng chí Tô Hiệu đã trở thành tấm gương tiêu biểu của người thanh niên Việt Nam yêu nước chân chính. Cuộc đời cách mạng của đồng chí Tô Hiệu là tấm gương hết sức cao đẹp của người chiến sĩ Cộng sản đã hiến dâng và hy sinh trọn đời cho mục tiêu lý tưởng của Đảng vì độc lập của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Kỷ niệm 111 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu 1912-2023, chúng ta lại nhớ đến cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí Tô Hiệu sinh ra trong một gia đình nhà nho giàu truyền thống yêu nước và cách mạng tại làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Tô Hiệu tích cực tham gia cách mạng từ khi còn trẻ. Đến năm 18 tuổi, đồng chí bị thực dân Pháp bắt và đẩy đi Côn Đảo. Ra tù, Tô Hiệu tiếp tục hoạt động cách mạng. Đến cuối năm 1939, đồng chí một lần nữa bị kết án 5 năm tù và đẩy lên nhà tù Sơn La. Tại nhà tù Sơn La, Tô Hiệu tích cực tham gia hoạt động và trở thành bí thư chi bộ nhà tù Sơn La. Chi bộ nhà tù đã quy tụ, đoàn kết được tuyệt đại đa số tù nhân, tổ chức dạy, huấn luyện quân sự, biến nhà tù Đế Quốc thành trường học cách mạng. Nhà tù lúc bấy giờ là 300 người, mà rất phức tạp. Nếu mà chúng ta có một cái tổ chức lãnh đạo thì mới chấn chỉnh lại được. Thì chính là cái việc tổ chức chi bộ đầu tiên đấy đã gây được một cái tinh thần phấn khởi và tinh thần lạc quan cho những anh em cộng sản. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tô Hiệu và chi ủy, nhà tù Sơn La đã trở thành nơi đào tạo và bồi dưỡng ươm mầm những hạt giống đỏ cung cấp cho phong trào cách mạng Việt Nam những chiến sĩ cộng sản xuất sắc. Kiến thức được học trong nhà tù và tinh thần Tô Hiệu đã truyền lửa cho những chiến sĩ cách mạng, góp phần không nhỏ vào việc chuẩn bị những điều kiện cơ bản cho Đảng và phong trào cách mạng nước ta, làm nên thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công. Các đồng chí bị đày lên nhà ngục Sơn La không biết tiếng dân tộc thiểu số tại đây. Thế mà các đồng chí đã vận động, cảm hóa các đồng chí ở ngoài nhà tù trở thành cơ sở cách mạng. Đó chính là những biểu hiện, biểu tượng cho đại đoàn kết dân tộc, tinh thần đại đoàn kết toàn dân. Và các đồng chí đã để lại kinh nghiệm quý, đó là một tinh thần thương dân, yêu dân và đặc biệt là tin dân. Đặc biệt nữa là dựa vào dân để xây dựng Đảng, củng cố tổ chức và hoạt động cách mạng. Tất cả những tư tưởng và tinh thần của Tô Hiệu đã truyền lại cho thế hệ ngày hôm nay, không chỉ là những con đường, những tuyến phố mang tên Tô Hiệu hay là những ngôi trường mang tên Tô Hiệu, mà ở đây lớp lớp cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân và học sinh cũng hết sức là tự hào khi mà họ nhắc đến đồng chí Tô Hiệu trong thời đại Hồ Chí Minh. Thì đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên nỗ lực để thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu thực hiện thành công công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế xã hội, nhân dân có được cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Với 32 năm tuổi đời, 18 năm quyết dấn thân, hy sinh vì độc lập của dân tộc, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân, cuộc đời cũng như sự nghiệp của đồng chí Tô Hiệu là một tấm gương sáng của một chiến sĩ tiên phong, người cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo tài năng của Đảng ta. Hình ảnh đồng chí Tô Hiệu với cây đào được trồng tại nhà tù Sơn La đã trở thành biểu tượng tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của các chiến sĩ cộng sản tại đây, đồng thời là biểu tượng của sức sống cách mạng vươn lên và mãi nở hoa kết trái. Sáng nay tại thôn Giai Phạm, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh và khánh thành nhà lưu niệm Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm. Sự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.